với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai chính sách linh hoạt, phù hợp và sự tham gia chủ động tích cực của người dân. Đến nay, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đạt hơn 85%, trong đó tất cả 5 xã biên giới được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100% để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung xây dựng nông thôn mới tại các xã biên giới nói riêng huyện ngọc hồi đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung tăng cường công tác vận động cán bộ hội viên đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia thi đua xây dựng nông thôn mới thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc toàn dân tham gia bảo vệ môi trường qua đó, kết cấu hạ tầng các xã biên giới ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ, đời sống người dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn vùng biên khởi sắc với mức thu nhập bình quân đầu người của các xã biên giới đạt gần 50 triệu đồng một năm, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của huyện